review cho anh em Bảo Ngọc nhé. Không biết là đã bán ác hay chưa nhưng mà thấy ngon. Này. Xem con kỵ trước. Con kỵ là ngự phong hành. À, từ từ. Từ từ nhé, từ từ. Ngự phong hành này. Đấy, đồ này. Máu khả năng bây giờ phải lên 1 triệu máu phải không ạ? Overnight. Mèo mõm no 1. Thế thế nào? Này, vợ chồng là bảo boy. Áo Ngọc Miên Hàn Xuyên. Long Văn nội công nội thủ. Dòng ngon nhờ. Hai dòng đỉnh nhất đấy. À, băng phách thần châm là 224 229. Trùng Liên này. Giáp. Đấy, U Minh Đả Nộ. Mã Giáng Sinh. Kiên này. Quy Ẩn này. Thủ này. Đới này. Ngoa. Giới. Triệu. Ngọc. Cái này chắc mặc cho vui thôi chứ có cái trùng nữa mà. Võ hồn này. Võ hồn 4. 431. Tức là tổng rất là cao đấy. Nó chạy mất rồi. Nó đang định này. À, sao lại nó thay đổi à? Tự nhiên mất đi, chạy xa ra. Vui nhỉ? Thử thì làm ván thế nào? Xem đánh cái boss như thế nào nha anh em. Chiến với boss thế nào. Chà, trúng liên rồi. Gì? Lại trúng liên rồi. Giây 5. À lại trúng giới rồi. Không kịp nhúc nhích. Lại trúng trúng mini rồi. Có mười tích đấy. Của anh em nó vẫn kịp biang nộ lên nộ đi lên nộ đi lên nộ đi mày 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 ui rồi lại trúng rồi mày vậy không. Không đỡ được. Đam kinh. Nó đeo hết trùng mà nó còn đam được. Nó còn đam được gần 20k. 18, 19k. Vì vậy đây rồi. Thiên Long mình chơi là Thiên Long tìm kiếm 2 nhé. Trang chủ là tìm kiếm 2.com. Mình chưa hiểu phần danh vọng bên này lắm. Nhờ nền TM chỉ dùng bữa ấy. À, bạn lên mục tìm kiếm của YouTube thì bạn gõ là danh vọng là TM phát là thấy video mình hướng dẫn thôi. À lại có thanh niên này à. Thanh niên này thì ăn được, mấy thằng boss kia thì chịu nhưng mà cứ ngang ngang thì ăn tốt. Mấy thằng Bảo Duy, Bảo Boy rồi là Bảo Ngọc rồi là Phá Thiên lên các thứ, Ngọc Khánh các thứ thì mấy thằng ấy là người rời nhỉ các bạn. Mấy thằng này thì bình thường ăn tốt.